xin chào cả nhà của mình nha. Hôm nay trời Atlanta nắng rồi, hết lạnh rồi, nắng rất ấm mà mình có cảm giác nó hơi bị nóng nữa, nhưng mà nó không có nóng giống như ở Việt Nam mình, mà nó khi mà nó có gió qua nó mát và là lạnh vậy này, chứ nó không nóng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu là mình sẽ làm cái món mà ở Việt Nam mình làm nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì qua Mỹ thì mình mới làm lần đầu tiên thôi. Hôm nay con Út mình nó đi học rồi, nên thôi bây giờ tranh thủ nó chưa về mình làm cái này. Mình làm cái món kim chi thì đi chợ Mỹ thì có mua hai bắp cải thảo đây. Thì cải thảo này thì ở Mỹ thì nó bán tùy chỗ thôi, với tùy thời điểm, nên hôm nay thấy nó rẻ thì mua hai bắp này về để làm món kim chi. Làm món kim chi này á thì mình cần rất là nhiều phụ liệu, hầm, tỏi, rồi ớt, rồi cà rốt, rồi củ cải trắng, rồi nước mắm, rồi nếu mà đặc biệt đó là nó có ớt nha, ớt có ba loại ớt, ớt bột nhuyễn, ớt bột hạt bự luôn, hạt bự hạt nhỏ, rồi bột luôn, rồi có tiêu, rồi có cái này là bột nếp, mà đặc biệt á là ở đây có muối hồng nha. Mình sử dụng muối hồng, mình làm muối hồng thì nó mắc tiền hơn là muối thường nhiều lắm. Và đường đen một bịch như thế này mình bán á, là 4,5 kg ha, 4,5 kg organic, nó nói là organic sugar đó ha, là đường gọi là đường tự nhiên, đường mía mía ha, đó là như vậy. Đây nước mắm Mỹ nè, 30 độ đạm, nó ghi là nước mắm Mỹ luôn, này nhập Việt Nam đó. Thì những cái gì nhập á thì nó lại mắc tiền, chẳng hạn như là mình ở bên bển mình ăn măng tây, hôm qua mình mua măng tây á, măng tây một bó mình bên mình cả trăm, còn bên đây chỉ có một đô, tính ra nó chỉ có là nhiêu, có 20-25 ngàn thôi, nó rất là rẻ. Tùy theo món mà mình mua mình ăn thôi, chứ mình phải chọn lựa, chứ mấy là ra nó rất là đắt đỏ. Chẳng hạn như ớt này đi, ớt này là trồng ở Mỹ nên nó dài, nó kỳ cục lắm, nó không có cay. Còn nếu mà ớt hiểm của mình á, một bịch á là 100-mấy ngàn đó, 5 đô một bịch, bịch nhỏ thôi chứ không có lớn, là 100-mấy ngàn một bịch đó, là như vậy. Thôi bây giờ mình làm kim chi nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nha, cả nhà theo dõi nha. Đây vật dụng chính là hai bắp cải nè, hai bắp cải thảo mua ở chợ thì nó rẻ thôi, so nó rẻ. Và nữa là cà rốt, củ cải trắng và ớt, thì có ớt hột bự, hột nhỏ và ớt bột luôn, ba loại ớt, hành tỏi. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Tiêu, rồi có đây là bột nếp ha. Đó, bây giờ mình làm nha, và đặc biệt là có đường đen và muối hồng nha, hai cái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha các bạn ơi. Nhà mình sẽ làm ăn chung, nhưng mà phải làm chung luôn là vậy ha các bạn. Giờ bắt đầu mình làm nha. Cải sau khi mà mình sắc ra rồi á thì bây giờ mình sẽ ướp muối nha. Muối này là muối hồng nha, nó mắc tiền nên là muối trắng cho nó 3 muỗng muối như vậy nhé, 3 muỗng muối. Và mình sẽ bỏ vào, mình sẽ trộn lên. Mình trộn lên. Tới giờ đón con, mình đi đón con cả. Mình trộn thủ đốt muối luôn đó. Rồi đi đón con. Mình xớt ra hai cái, tí xíu nữa nó xẹp lép xuống. Tí xíu nữa nó sẽ xẹp lép xuống.
Cá kho hả con? Có đồ mà. Ba đem kho kho. Yeah. Nếu bà nội nhất cái gói mà mua gì? Không mua thấy mua sao lông bát rồi mà. Mà ba nói. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Bây giờ nó xẹp xuống rồi. Hồi nãy là hai thau đầy rồi đó. Bây giờ trộn nó từ từ nó sẽ xẹp xuống rồi đó. Nha. Yeah. À, cái này là mình sẽ cho chị Misa một hũ nha. Nếu mà ngon, còn dở thì thôi ăn luôn. Cho chị Misa một hũ cho. Ba mình làm canh kim chi. Oh, yeah, yeah, làm con chim, con chim. Oh, maybe cái hũ bị chua mình làm con chim. Yeah, được á, xong rồi chị có xem mình làm cho hỏi. Yeah, mình có thịt bàn. Yeah. Bàn. Bàn. Là ham á. Ha. Yeah. Vậy là phải giả mà. Bây giờ nó xẹp xuống rồi nè, hồi sáng là nó nhiều lắm, từ từ nó xẹp xuống. Hôm nay là có nắng luôn, mình có thể mình đem ra ngoài mình phơi được luôn. Con là bộ very good luôn. Không ai bằng là... Nhưng mà mình xong rồi mình rửa sạch đó chị. Rửa sạch ok mà. Có mùi đó hả? Và kế tiếp thì mình sẽ chuẩn bị các thứ. Cái này là bột nếp tinh khiết của Việt Nam nhập rồi. Bột nếp Thái Lan mà. Thái Lan hả? À Thái Lan. Không. Rồi. Chữ Việt không Thái Lan gì? Nè. Bộ đất ở Thái Việt Lan nè. À nhưng mà nó thôi chữ Việt không ai biết đâu. Chữ Việt không. Rồi cái này mấy bột ớt nè. Bột ớt hộp to cũng của Hàn Quốc nè. Của Hàn Quốc. Rồi nữa là cũng bột ớt nhuyễn Hàn Quốc luôn. Rồi cái bột ớt hay to hơn là của ai đây? Phải thế đấy hả? Brazil, ủa không phải. Thôi của ai kệ mẹ nó đi. Rồi sẽ tiến hành làm cái này. Của Mimi mà không biết là nó cay hay nó không cay như thế nào, không biết. Nếm thử miếng là biết liền. Nó có cay đó. Trời ơi. Cay mà hấp vô quá trời đi. Nhiều quá.
Rồi. Ớt thì thôi, để cho nít nó ăn nữa. Ớt. Quá ít. Rồi, mình sẽ làm một cái hỗn hợp mấy cái hợp chất này để mình cho bà Cung Chi nha. Đấy các bạn. Sau này là gần 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng hồi nè. Có khoảng 2 tiếng rồi. Nó mềm mà, bóp nó hết gãi vào rồi mềm. Mấy cái gốc đây á, mà bên Việt Nam á, nó bán nguyên một cái bãi đó cho lựa mua. Mắc lắm á anh. Ờ, gốc này là nó bán cái gì đó làm. Có nhiều thằng cái bàn tay nó như liền á. Cái gì đó làm đấy, nó mới đẹp hơn, cho nó đẹp. Không, nước ra nhiều nè, một tí xíu mình sẽ rửa lại. Dạy chút vào đâu đó đàng hoàng, thuốc nó vô rồi, nó đâu có một cái gốc nó chắc dưới. Nó xẹp xuống là nó chưa tới được phân nửa đâu, còn mãi nó cao tới vậy. Cái gì nó làm kiểu nó ấy, nó trường hay lắm. Lúc nào là để nó trồn với tóc cái gì đó rồi. Lúc nào là nó xỉn gì đó. Mình sẽ rửa lại ba nước lã nha. Rửa lại ba nước như thế này. Tới công đoạn mình sẽ xay những cái thứ này, hành, tỏi với lại gừng nha. Rồi, anh đi xay đi, bỏ vô xay đi. Mình sẽ rửa lại bằng giấm để cho nó không còn khử mùi. Giữa cối á hả? Dạ, yeah, giữa cối. Ok. Tại vì chiếc cối này là chiếc cối của chị, là chiếc cối Ninja nè. Power nè, nó hơn 1, 2, 3 nè. Không, bây giờ ta cho một miếng nước cho mình. Rồi anh đi, cho một chút nước vào. Đó, vào cối. Rồi đậy lại đi anh đi. Rồi sử dụng cái cối này mạnh lắm. Mỗi lần sai là cái con bên đây này nó sủa như vậy á, nó không có thích tiếng này. Vét xuống đi, mình vét xuống. Đó, con búp phê đi. Con búp phê là mỗi lần mà nghe tới cái tiếng cối sai á là nó lợi, nó la vâu 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 vâu. Nó sợ mà nó mở chi sùm vậy đó. Vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ vét mấy cái này, mình xay thêm một lần nữa để cho nó nhuyễn ra nha. Xay thêm một lần nữa đi để cho nó thật sự là nhuyễn nha. Nó sắp nhuyễn rồi. Ồ, cái dao của nó nhìn thấy sắc. Cái cối này cối xay thịt thôi dĩ mà đúng không? Ok, rồi anh đi xay một lần nữa đi. Rồi anh đi, xay nữa một lần nữa đi ấy thôi. Ok, xay. Cái này là mình rửa lại ba nước rồi đó, mình xay cho nó khô ráo lại luôn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ những cái hợp chất như thế này xay ra. Mình sẽ bỏ ớt rồi vào ha, ớt đường rồi các thứ. Mình sẽ bỏ này bột nếp nè, bột nếp nha, này đường, đường cho nước vô nha. Đúng rồi, nước. Nói sao? Rồi quay này lên. Quay ra nha. Này nước đường với là bột nha các bạn. Đây có mấy cái con mà mình phải quậy nhuyễn vậy. Mình sẽ đổ cái hỗn hợp này ra. Đó như một.
6 nhân 3. Cái gì? 6 nhân 3 nhiêu? Số. Số. Cái gì vậy nè? Số. Số. 6 nhân 3. Số 6 nhân 3. Ôi trời. 6 nhân 3 nhiêu? Mẹ ư. 6 nhân 3 bao nhiêu? 6 nhân 3. Con bên kia con học hay quá, cái gì lại qua đây thì sao kỳ? Anh ơi, anh có biết 6 tháng giờ em nổi không? Anh còn là đi cà phê không mà, anh còn là đi với mấy người bạn của anh không mà. Anh bỏ nó xong rồi bây giờ anh đổ thừa nó, sự nghiệp nó lắm luôn á. Con lại con lấy cho ba cái bao tay để bắt đầu. Một cái. Ừ, mở cửa ra mẹ đi, mẹ qua mắt. Em đi tắm đi rồi mẹ làm cho anh qua. Ok. Tắm bây giờ hả? Chưa biết con tắm một lần nữa. Ừ. Tắm lại rồi hả? Đi chơi cái pickleball mà về đi tắm. Ừ. Tại vì sợ tắm nha. Ồ, cái lưng anh con ở đây sao rồi anh? Không còn đau nữa. Tại vì anh nằm á. Cả nhớ là về đừng nhớ như vậy về. Có hồi xưa chú không bên Việt Nam không ba? Sao? Ba không nhớ hả? Thứ gì con? Chữ hồi xưa bên Việt Nam của con á. Là sao? Chữ gì mới được? Chữ viết xấu á. À, chữ con viết đẹp mà. Hả? Đấy, không hợp là trộn. Như thế này. Xong mình sẽ tiếp tục nữa, mình sẽ đổ cái này vào. Không, dạ. Dùng cái này là mở heo mở bò vậy. Cái luộc cái này heo á, heo. Heo ăn ngán dữ vậy. Bò còn ngán hơn. 6 kg là 100 pound chứ sao thôi. Rồi. Mình để cái hỗn hợp này vô, bỏ hỗn hợp này vô. À hỏi con có muốn ăn cái đó không con? Ok. Ai đây lấy anh tâm cái đó đi con. Mình sẽ chọn cái hỗn hợp này lên. Đó. Bây giờ đã thành phẩm rồi, bây giờ chuẩn bị để vô hũ keo. Là ngày mai có thể ăn được. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Kiếm. Rất là ngon và rất là thơm. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Mong là nó sẽ rất là ngon để mình có thể tặng cho chị Misa và má Năm. Dở quá là mình ăn hết rồi. Dạ lúc đó cái mua rau muống về cái phần gốc á, cái nó bị giả. Dạ em làm muống chua, làm chua chua. Không. Dạ, cái thằng robot kìa. Thái Mi ơi. Dạ. Và cuối cùng thì mình thành phẩm. À, hay, quá ngon không? Nhìn rất là đã luôn á. Ngày mai nó lên men là chờ có bị chua ăn ngon rồi.
đây một cái, ở đây một cái, rất là ngon.